gì đi. Cholimex đây. Dạ tới rồi. Nhà thờ đó mọi người, trong đó có bàn thờ của mẹ luôn, mẹ nhân gian luôn. Ủa mày chết. Hello. Hello. Tha Đăng Hoàng. Tha Đăng Hoàng đang đồ án hả? Tha Đăng Hoàng đi chợ mua đầy đủ luôn. Mua hai kinh đó. Ý là không dám mua mắm rồi, mắm miếng không biết ăn. À, đó hả? Đây mua gà cho nó an toàn. Mua gà chứ mua rau muống nấu nha. À. Nấu hấy đó. À nó canh nó canh nó rau muống hả? Ừ, rau muống nấu hấy. Chứ nấu lạ lạ là mấy bạn ở trong kia không biết ăn. À. An toàn là gà thấy được. Nhưng mà về rau bà xỏ nó về không? Không, bà xỏ không về. Sao đó? Không đi làm chương trình mà lại về. Đã quá, muốn trải nghiệm quá. Trời. Sao ba em vậy đó? Hay là muốn trải nghiệm quá. Hy vọng trò chơi tàu lượn siêu tốc này sẽ là trò chơi giúp các bạn thư giãn nhất. Wow. Yeah. Các bạn vừa được đi tàu lượn nhẹ nhàng, vừa được ăn ngon, vừa được làm đẹp. Thiệt hả? Ôi, wow. Ăn trên tàu lượn. Các món ăn mà chương trình đã chuẩn bị bao gồm cao lầu, sữa chua. Wow. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, các bạn sẽ phải tô son, kẹp tóc, ăn cao lầu và sữa chua. Nếu hoàn thành trước khi tàu về đích, các bạn sẽ giành chiến thắng. Lo nha, ngồi một mình. Rồi xin mời tàu lượn bắt đầu đi ạ. À. Ê cái tiếng hú này ghê quá. Trời ơi sao nó cứ kêu. Ê ê ê ê ê đổ 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 anh đổ 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 em đổ 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 đổ. Ah!
Ủa, hồi nãy là thực hiện chưa? Ủa, thực hiện đi. Rồi, bắt đầu. Hồi nãy chưa nghe gì ơi. Làm rồi, làm rồi. Nãy giờ mình có ăn gì đâu, la không? Bả làm nữa hả? Tiếp tục, tiếp tục thực hiện. Tay rồi. Tụi tôi ăn rất là bằng lỗ mũi, nhiều hơn là ăn bằng miệng. Bây giờ chúng ta hãy ngắm nhìn hai nam thần Isaac và Kiều Minh Tuấn. Trời ơi, nam thần. Cuối cùng tài tài của chúng ta là Hiếu Thứ Hai và Trương Thế Vinh. Đẹp. Mỹ nữ nha. Mỹ nữ hồng luôn mà. Trời ghê vậy. Tôn Vinh hay vậy. Sao em hết son luôn rồi. Em đánh có một vòng mà hết son luôn rồi. Ê, Hiếu nó vừa vẽ nó vừa ăn đó mọi người. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách. Bây giờ xin mời các bạn xem gợi ý thứ hai. Xanh cỏ luôn rồi. Trời ơi. Ê, cái là trà chứ bạn cỏ. Ủa trà hả? Hương trà. Trà đó anh. Hương trà. Đi. Tám. Đi rồi. Xin cho 08 à. Chúng tôi bình thường ạ. À tám à. Tám đi. Trời ơi. Nuốt đi. Nuốt vô. Chua quá nha. Thương quá. Ôi, hơi dơ nha. Em kỳ thị tôi. Kỳ thị đó. Em kỳ thị tôi. Đây,
như những gì đã mua. Chỉ có chừng đó thôi, không thể hơn được. Giờ mình sẽ ướp trước. Nhà có gì dùng nấy, không thể nào đẹp hơn được. Trong trong nhà, người Quảng Nam thì hay ăn đậm, ăn mặn tí, ăn cay tí. Cho nên hôm nay mình nấu theo kiểu Quảng Nam. Đây, chúng ta cho một ít sa tế của Julimet. Cho nó thơm. Ai muốn thơm nhiều thì bỏ nhiều, ai muốn vừa vừa thì bỏ ít. Nước mắm Julimet. Rồi, chúng ta sẽ ướp khoảng tầm 20 phút. Nhìn thôi thấy ngon rồi đúng không? Chưa nói nấu nha. Đây là gà kho sả Nghệ, theo kiểu người miền Trung. Lẽ ra phải có củ nén nha. Lát nữa cái màu của sả, mình cháy thêm miếng sả nữa. Rồi cái màu của nghệ, rồi cái màu của sa tế, nó sẽ đều với nhau đẹp lắm. Mà nó còn ngon nữa. Nhức nhối tim gan. Còn mọi thứ đã có sẵn hết rồi, chúng ta chỉ nấu thôi, đơn giản. Đây là hến. Còn đây là cái ruốc mình sẽ trần sơ qua, tránh bị cát. Thật ra có hồi nãy người ta bán tôm tươi ngon lắm mọi người, tôm đất á. Nhưng mà giá nó thì mình không đủ tiền để mua, mình có 200 nghìn thôi. Cho nên mình chỉ có ăn tép. Mà tép ăn ngon lắm á. Mình sẽ chế biến lại cho nó ăn ngon lắm á. Mình sẽ trộn với lại cái rau đắng đất ngoài này nè, rau đắng đất quê này ngon lắm. Rau đắng này rất là tươi và ngon luôn. Trộn với cái ruốc này. Nước mắm Julimet. Chút xíu thôi nha mọi người. Nước mắm vô nó dậy mùi. Trời, hai lạng gì mới biết để mua lạng thôi, đỡ không tiền. Trời ơi, sung sướng quá vậy. Trời ơi, cực gì đó mà cực. Beat Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Cực gì đó mà cực anh ơi. Tất cả hình ảnh là chương trình dựng lên thôi. Này kia biết ngay mà trường sáng em đói rồi, ông đi nấu ăn. Thật ra nấu ăn này lại là một cái sở thích của anh già chứ có gì đâu. Thôi rồi. Anh già ơi. Bị cha tấn. Rồi. Mày nào thì bị chối. Cách này là giống như là nhà của anh Giang vậy đó, phải không? Đây là nhà thờ tổ của gia đình luôn. Anh ơi, anh báo tiền quá. Tụi em chơi game phải rồi lỗi lên nói xuống để cứu anh đó. Cuối cùng thấy anh sung sướng quá. Trời ơi, anh cũng rất là cay đắng. Chỉ có 180 mấy ngàn mà làm nguyên mâm cơm này đã tối. Trời ơi. Ngon quá. Ngon quá. Canh hẹ. Gà kho sả Nghệ. 180 mấy ngàn mà có con gà luôn. Thơm á. 185 ngàn. Mà sao có con gà thấy gì? Gà hàng số đúng không? Rồi dọn cơm, dọn cơm, dọn cơm. Dạ. Nhưng mà nói là hả anh bị này bị kia. Ôi, đang đói bụng đi nha. Đi mình dọn rau lên đi. Bữa này là bữa ngon nhất trong ngày nha. 185 ngàn. Trời ơi, 185 ngàn anh đúng anh? Đó, anh làm nguyên mâm cơm đó. Quá trời. Lên bàn, lên bàn, lên bàn. Dạ, anh Giang. Lấy đồ cơm đi, đồ ơi. Gà kho sả Nghệ, đó là canh hến rau muống. Wow. Đây là rau đắng trộn với lại tép. Cái này tép á. Wow.
Dạ. Xin mời. Yeah. Yeah. Mời cả nhà. Ngon quá. Ngon quá. À mời ơi. 185.000. Hay. Sao mà 185 này chắc hả, vừa mua vừa xin. Không. Đây bằng chứng là biên tập làm chứng là không xin một cái gì của bà con, bằng bà con cho. Cho không ấy luôn. Nhưng mà không nhận tại vì mình đang thử thách mà. Chứ mà sao mà rẻ vậy? Thì không trời. Ủa mà anh Giang tiền đâu anh có vậy anh? Anh chơi trò chơi chương trình. Chơi trò chơi mới được tiền đúng không? Trời ơi. Bữa ăn ngon nhất trong ngày không? À, ăn thử đi. Không có chết đâu, ngon. Dạ. Ê, nãy mình chơi vậy mà anh Giang ảnh không làm được chứ mình tức lắm luôn á. Mình tức lắm luôn á. Đúng không? Cậu về mệt mà đói không có ăn rất chết luôn. Phải nổi lên nói xuống với anh đó. Trời ơi. Nổi lên nói xuống đúng nghĩa luôn nha. Nói luôn á. Mà lúc mình chơi mình lúc nào trong đầu suy nghĩ sao là cái câu gì đó. Anh Giang ơi, cố lên. Đúng rồi. Em tới với anh Giang. Thôi, để tôi về tôi coi số này. Cái món này lần đầu tiên em ăn nha. Rau đắng mà trộn với ruốc nha. Ở nhà anh hay làm rau lắm. Rau má trộn tôm ăn chưa? Nếu như mà là cái ruốc này nè, em thích rất thích cái con ruốc này. Anh làm kỹ lắm, anh ngâm rồi anh rửa. Cực kỳ ngọt. Đúng không? Anh tính là ruốc khô cái mùi nó dậy hơn tôm khô. Đúng rồi, thơm. Ủa, cái mắm xuất sắc nha. Nhưng mà cái này anh bóp chanh rồi anh. Chanh đường rồi đó. Chanh đường. Anh được chương trình cấp cho 200.000. Anh đi chợ 185.000. Thì trong lúc đi chợ anh đói quá, anh còn 15.000 vô anh ăn bánh bèo. Anh ăn bánh bèo. Ăn bánh bèo. Trời ơi. Anh đói mà anh cũng để ý anh đói nè. Anh để ý anh đói thì quan trọng cái đói của anh hơn tôi. Tôi làm mà tôi nhớ cho anh. Mà 15.000 anh ăn có đúng chén bèo rồi, còn lại quay phim ăn hết. Trời ơi. Quay phim ơi. Ngon quá ha. Đây là nhà thờ tổ bên phía ngoại. Trong đó là có ông ngoại, bà ngoại, có bàn thờ mẹ anh trong đó luôn. Mộ mẹ anh thì cách đây 15 phút nè. Chúc mừng anh Giang đã thượng lộ. Alo, gì? Bên đây vô sự. Dạ. Thôi chúc mừng anh Giang nha, chúc mừng tụi mình luôn. Vượt qua tất cả các ải. Và chúng ta vẫn bên nhau. Đúng rồi. Chúc sức khỏe. 1, 2, 3, vô. Để thực đơn bữa trưa thêm phong phú, chúng tôi có chuẩn bị một số loại bánh ngọt tráng miệng. Để giành được phần bánh tráng miệng này, các bạn phải hoàn thành một thử thách chương trình đưa ra. Với những lon bia có sẵn, các bạn hãy uống một lượng bia sao cho có thể dựng lon bia nghiêng 45 độ. Nếu 5 trong 8 thành viên dựng được lon bia, các bạn sẽ hoàn thành thử thách. Rồi xong. Rồi Vinh xong. Rồi Chris thành công. Tuấn thành công. Ủa? Gì lại? Em. Dạ. Lót như lũ hết đó nha mọi người. Rồi, okay. Rồi xin mời món tráng miệng dành cho các bạn đi ạ. Trời nước ơi. Trời nước ơi. Có lẽ mua bánh dừa nướng, bánh dừa nướng ngon. Bánh dừa nướng. Đây có bánh dừa nướng với lại bánh đậu xanh nướng mà nhưng mặn á, ngon lắm. Ui. Bánh này em chưa thấy bao giờ. Bánh này em chưa thấy bánh này bao giờ. Để rồi đây. Đường thốt nốt quá. Giống như ở đây gọi là bánh thuẫn mà không phải đâu. Bánh thuẫn nó làm bánh thuẫn. Bánh thuẫn là nó cùng tách ra nữa. Bánh bông lan. Cơm 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 hiểu ơi. Làm bánh thuẫn là cùng tách ra nữa. Chào anh em. Dạ cậu, mời cậu. Chào em cháu này. Đây là cậu thứ 6, tức là kế mẹ anh, mẹ là thứ 5. Đó là vợ cậu. Là anh kia là bà Chít á, Chít là sáu đó. Chào bà. Chào con. Rồi bà kia là dì Bảy. Mà bên ngoài anh có hai chị em gái là mẹ anh với dì Bảy thôi. Hôm nay á là cậu mà cũng như là dì rất là vui. Dạ. Đón cháu Trường Giang về với ngoại. Dạ. Đặc biệt là cũng được gặp gỡ tất cả các nghệ sĩ. Mà lấy lâu này phải nói rằng
gia đình rất ái mộ. Yeah. Hôm nay được gặp đông đủ ra thì xin được lời có lời chào mừng trước. Yeah. Và xin được chúc sức khỏe. Cảm ơn Tường Giang là cả cháu, cũng đồng thời cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã có mặt ở đây, quê hương Quảng Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam. Rất cảm động. Một lần nữa xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cậu. Có đại diện cho mấy anh em, trong đó thì cũng có anh Giang là một người anh cả của nhóm. Dạ, cũng cảm ơn gia đình chúng ta ngày hôm nay cũng có một khoảng thời gian để đón tiếp tụi con. Tụi con muốn gửi lời chúc gia đình mình là nhiều bình an và lúc nào cũng có niềm vui trong gia đình, trong cuộc sống và mọi sự đều hanh thông hết. Dạ, cảm ơn gia đình mình ngày hôm nay đã tiếp tụi con. Cảm ơn gia đình ạ. Dạ. Dạ, nhân đây thì nhóm tụi con có một ca sĩ muốn gửi nó một bài hát. Mời Lâm. Mời Lâm. Xuân xuân ơi xuân đã về, có ngày nào một trong trời xuân đến. Xuân ơi ơi xuân đã về, tiếng chúc con người gặp nhiều an vui. Con người gặp nhiều an vui. Xuân ơi xuân đến rồi, tiếng chúc con người gặp nhiều an vui. Xuân ta vẫy chào, tiếng chúc con người gặp nhiều an vui. Đây chính là đường Cừa, nơi mà gọi là điểm check-in của giới trẻ khi đến với lại thành phố Tam Kỳ. Wow. Mùa này là do á là mùa đông cho nên rụng lá để bảo vệ cây, chứ mùa mà nở hoa là mình đứng ở dưới này mình nhìn không thấy bầu trời. Wow. Nó xung xuê mà thơm. Màu trắng không anh? Ừ, mà thơm lắm kìa. Màu gì anh? Trắng. Trắng. Còn đó chính là ngày xưa, nơi tôi đã từng ngồi với các anh em của tôi. Đúng. Là hãy nhìn hình đây. Đó, có chút ép rồi, bây giờ lớn rồi. Mình đi dọc bên đi, mình ngắm cảnh nha. Dạ rồi. Mặt trời đang xuống rất là đẹp. Mùa này là không phải mùa lục, chứ mùa lục là nước sông dâng lên là nó tới cái chỗ cái bậc bê tông này luôn nè. À, cho nên người ta phải xây cái đường nó cao lên á. Mọi người thấy vừa rồi có đợt bão vừa rồi là gãy hết trơn, tội ghê không? Gãy hết trơn luôn nè, chứ đợt trước là nó xung xuê lắm. Mùa này mình có thể thấy như vậy đó, chứ mùa mà nó hoa ra hoa nó đẹp khủng khiếp lắm. Mà đẹp. Và nhiều lễ hội tổ chức ở đây lắm. Lễ hội kiểu như lễ hội gì anh? Lễ hội văn hóa, lễ hội ẩm thực, lễ hội du lịch rồi đó. Tôi làm ngay dưới này luôn. Làm ở đây luôn. Đây là cái nơi gọi là kỷ niệm tuổi thơ của anh luôn á. Và cũng là đặc trưng của thành phố Tam Kỳ, đây là nơi rất là đẹp luôn. Anh thấy là có cái lá nó mọc trên thân luôn, là sẽ có mùa nó đầy thân luôn đúng không? Cái này là cái dây leo của tầm gửi. Cái loại khác thôi, tầm gửi thôi. Còn cái lá của cái cây này hiện tại đã rụng hết rồi. Nhưng mà ấy là nhìn giống như cái lá mọc ra đầy thân luôn. Nhìn y chang thiệt đó. Xưa người ta còn đánh bắt cá dưới sông Tam Kỳ thì nhiều lắm. Đây là sông Tam Kỳ nè. Cái nhánh này chạy xuống đây nè. Nhánh chạy xuống đây thì có một cái nhánh rẽ qua sông Trường Giang. Sông Trường Giang không? Là đi ngang cái căn nhà của bà ngoại anh á, là cái cầu ha. Là tên là sông Trường Giang, là tên anh đặt theo tên con sông đó. Là con sông đó là không có đầu và không có cuối. Người ta là suối ra sông, sông ra biển đúng không? Yeah. Thì con sông Trường Giang là tên anh á, là hai đầu đều ra biển. Một á là bên núi Thành gần sân bay á. Yeah. Là ra biển. Hai á là đầu bên đây cũng ra biển ngay cửa đại á. Địa điểm tiếp theo của ta là gì vậy anh Giang? Chắc là ban tổ chức muốn ta đi Hội An. Wow, Long Đền. Gì? Long Đen. Long đèn đây là tưởng Long Đền phố cổ ha, đẹp rồi. Dạ. Đỉnh cao đẹp, đẹp luôn, có nhiều địa điểm đặc biệt. Đúng rồi, với lại đứa em cũng có ước nguyện buổi trưa em có ước nguyện là thả đèn. Thả lồng đèn. Để làm gì? Để làm gì? Em nói là mỗi năm thắp đèn trời cầu cho anh Giang sống đời tụi em. Thôi đây. Trời ơi.